Ôi mẹ ơi, nãy giờ nói chuyện không nghe gì hết. Ôi nãy giờ thầy chưa bật mic đâu ơi. Hello các em, xin chào các em đến với chương trình học kỳ 2 môn vật lý của chúng ta. Toàn nãy giờ chửi quá trời chửi luôn mà bọn nó không nghe gì cả. Bây giờ mới là nghe được. Ơi à, chưa kịp đi thay đồng phục nữa. Đáng lẽ đồng phục phải màu gì các em nhớ không? Đáng lẽ phải thay đồng phục mà, nhưng mà nay bận nhiều việc quá tới giờ mới xong việc để mà vào livestream dạy các em được đây. Chào Hiền Hiền nè. À rồi, vậy thì nói sơ về cái chương này một tí. Nếu như mà học kỳ 1, sóng cơ học hay là dòng điện xoay chiều nó là cái cơn ác mộng đối với các em, thì xin chúc mừng các em nha. Sóng cơ học nó còn mạch dao động nó còn ác liệt hơn nữa, được không các em? À, và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên của chương trình vật lý 12 học kỳ 2 ha. Chào Trương Thị Dương nè, chào Mai Chi nè, chào Văn Trần nè, chào Tuấn Thiện nè, chào Ký Chí Kinh nè. À, hôm nay đông vui nha. À, khởi động chương trình học kỳ 2 lớp 12 đông vui nha. Wow, à, khá đông vui đấy. Chào Tiến Đạt. À, chào Thư Trần. À, xin chào các em, thầy cũng là một cái giáo viên mới lên online dạy, và đây là cái buổi đầu tiên mà thầy dạy trực tiếp trên livestream, cho nên là vẫn còn bỡ ngỡ. Có gì nếu mà có sơ sót gì thì các em bỏ qua cho thầy nha. À, thì xin nếu mà chúng ta mới lần đầu gặp nhau thì các em có thể cho thầy 2 phút để tự giới thiệu về bản thân được không vậy? Rồi, xin chào các em, xin tự giới thiệu bản thân ha. Thầy là thầy Liêm Vật Lý, là giáo viên dạy vật lý ở thành phố Hồ Chí Minh, và đây là lần đầu tiên thầy livestream trên Facebook này, cho nên là rất vui vì được gặp các em ngày hôm nay. Đó, em nào đang ở học là học sinh ở tỉnh thì hãy comment tỉnh của các em cho thầy xem nào. Đấy, còn em nào ở trường thì hãy comment trường của các em cho thầy xem nào. À, chào Hoàng Trường ha, chào Thành Nghĩa ha. Rồi, vậy thì lịch trình của chúng ta như thế này, thì sẽ chia sẻ trong vòng 2 phút là thứ tư, thứ sáu hàng tuần chúng ta sẽ học livestream nền tảng kiến thức cơ bản ở page thầy Liêm Vật Lý từ giờ cho tới cuối năm ha, trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Sau đó những bạn học live VIP của thầy sẽ tiếp tục vào Zoom học tiếp nội dung nâng cao từ 9:30 cho tới là khi nào nghỉ thì nghỉ. Được không các em? Đấy, và nếu như mà các em có bạn bè người quen gọi là mất gốc vật lý thì các em có thể tin tưởng vào cái lịch cố định thứ tư, thứ sáu hàng tuần của chúng ta. À, mỗi tiếng một buổi và trên page thầy Liêm Vật Lý là đủ để các bạn có thể lấy gốc 6 điểm, 7 điểm ha. Còn nếu như mà muốn điểm cao hơn thì chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau trong page thầy Liêm Vật Lý. Được không các em? À, trong Zoom được không? À, và bây giờ thầy sẽ không mất thời gian nhiều của chúng ta. Thầy sẽ bắt đầu luôn vào cái buổi học của mình ha. Tuấn Thiện, thầy ơi em mất gốc học kỳ 1 rồi, giờ em đăng ký được không thầy? Được nha. Thầy sinh năm 99 đúng luôn á Tiến Đạt ơi. Rồi, bây giờ thầy sẽ bắt đầu giảng luôn cái mạch dao động và sóng điện từ của chúng ta ha. Vậy thì cái mạch dao động và sóng điện từ của chúng ta nó sẽ liên quan một tí tới cái chương 3, đó là chương dòng điện xoay chiều. Nhưng mà lần này nó có một chút khác biệt các em ạ. Nếu như mà dòng điện xoay chiều, nếu như dòng điện xoay chiều chúng ta học nó có 3 thiết bị, đó là điện trở R, cuộn dây L và tụ điện C. Thông thường một cái mạch điện xoay chiều nó sẽ có 3 thiết bị như thế này. Thì trong chương mạch dao động và sóng điện từ chúng ta sẽ có một cái sự khác biệt đi một chút. Rồi bây giờ lấy tập ra chúng ta bắt đầu học bài mới nè. Với những bạn nào là VIP của thầy thì các em ghi vào tập lý thuyết nha. Thỉnh thoảng là ta sẽ đi kiểm tra lý thuyết đấy. Bây giờ thầy sẽ ra một cái luật như thế này ha. Thi thoảng thầy sẽ đi về tỉnh, và thầy tới tỉnh nào là thầy vô nhà đứa ở tỉnh đó thầy kiểm tra tập được không? Và cuốn tập đầu tiên mà thầy sẽ kiểm tra là tập lý thuyết, và tập thứ hai là tập bài tập. Các em thấy đồng ý không? Trong livestream mình của đây, ở đây ai đang ở Hà Nội nào, hoặc là ai đang ở Hạ Long nào? Thầy đang có kế hoạch là Tết này thầy sẽ đi Hà Nội, đi Hạ Long đây.
Nếu mà đứa nào mà ở Hà Nội với ở Hạ Long thì chuẩn bị tập lý thuyết để thầy ra thầy kiểm tra nha. Với lại tập bài tập nữa nha. Đấy, viết của thầy nghe rõ không? Còn đứa nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì thầy sẽ hẹn một buổi offline, thầy kêu là họ đem nộp tập cho thầy coi coi làm bài làm vở ghi chép bài như thế nào ha. À, đồng ý không? Đấy, đừng có tưởng là học online là nó không theo dõi được tụi bay nha, nha nha. Anh là anh hơi bị sát sao học trò đấy, năm nào học trò anh điểm cũng cao là vì anh rất là khó tính đấy, được không? Rồi, nói tóm lại là tụi bay chuẩn bị kiểm bài đi con à, không dễ ăn đâu. Rồi bây giờ những đứa VIP nè, lấy tập lý thuyết ra ghi bài vở đàng hoàng nè, tao kiểm tập lý thuyết thiệt đấy ha, ghi bài nha. Chương 4. Mặc dù là mình có đề cương rồi nhưng mà mình vẫn phải nộp tập lý thuyết, các em vẫn phải ghi tập lý thuyết của riêng mình các em ha. Chương 4. Mạch dao động và sóng điện từ. Mặc dù mình đã có đề cương rồi nhưng mà mình vẫn phải ghi tập lý thuyết của mình đó, để mà mình hệ thống một kiến thức một cách tinh gọn, còn đề cương là chi tiết đầy đủ ha. Phần 1 sẽ là mạch dao động. Mạch dao động là sao các em? Mạch dao động là một thiết bị mà nó gồm hai bộ phận chính. Bộ phận đầu tiên là một cái tụ điện C. Bộ phận thứ hai là một cái cuộn dây L, cuộn cảm L. Vậy thì cái tụ điện thầy sẽ cho các em biết nó sẽ có cái cấu tạo giống như thế này nè. Em nhìn. Em thấy cái ổ cắm này không? Em thấy nó có hai cái đầu lòi lên không? Thấy hai cái đầu lòi lên không? Vậy hãy tưởng tượng cái tụ điện này. Nếu như mà mình che cái phần nguyên cái mạch này mà mình che cái phần bên dưới lại thì điều gì xảy ra em? Nguyên cái mạch này mà mình che phần bên dưới này thì điều gì xảy ra? Hãy nhìn coi, cái mạch này giờ mình che phần bên dưới thì có phải nó giống cái này không? Nó giống cái cục này không? Đấy, nó có giống cái này không em? Nếu mà mình che phần bên dưới đi thì cái này nó có phải là hai cái đầu lòi ra không? Đấy, thì đích thị cái tụ điện này nó giống như cái đồ sạc này nè. Nó giống như cái đồ sạc này nè. Vậy thì cái đồ sạc này khi mà mình cắm điện vào ổ cắm thì nó có tác dụng gì, nó sẽ có hiện tượng gì xảy ra em biết không? Hãy tưởng tượng cái mạch này khi mà cái tụ điện này chưa được nối với cuộn dây thì cái tụ điện này nó giống như là cái đồ sạc của mình á. Khi mà mình cắm vào ổ cắm thì cái tụ điện này nó bắt đầu được tích điện, hiểu không các em? Em có đồ sạc dự phòng không? Cái chỗ này nó rất sát giống như cái đồ sạc dự phòng ấy. Khi mà mình cắm hai cái đầu này nè, hai cái đầu này là cắm vào ổ cắm một cái thì cái tụ điện này nó bắt đầu được tích điện, em hiểu chỗ này chưa? À, và khi mà nó bắt đầu được tích điện như thế thì nó sẽ mình cắm vào một cái ổ điện thì nó sẽ có hệ điện thế là U0 đúng không? Và khi mà cái tụ điện này được tích điện tới lúc mà đầy pin thì nó sẽ có cái điện tích là Q0 đúng không? Đấy, và nếu như mà mình để yên như thế thì mình nói tụ điện này đã được tích đầy điện. Nó cũng tương tự như cái việc là nó tương tự như cái việc là cục sạc dự phòng của mình được sạc đầy pin, được chưa? Rồi hãy tưởng tượng đây là cục sạc dự phòng và cái cuộn dây này như là cái gì các em? Như là cái điện thoại. Nếu mà sạc dự phòng mà được nối vào với điện thoại thì điều gì xảy ra các em? Này chưa nói nha. Chưa nói, vẫn còn chưa nói ha. Chưa nói này có nghĩa là sao? Là toàn bộ năng lượng nó sẽ tập trung ở trên tụ điện hết, nó chưa có đường nào để nó thông để nó đi cả. Em hiểu không ta? Em hiểu không ta? Đấy. Rồi, vậy khi mà mình nói vào điều gì xảy ra? Trước khi nói vào thì em phải hiểu rằng khi mà tích điện như này, có nghĩa là toàn bộ phần bên trái này là những phần electron âm, là mang điện âm nè em. Được không? Thằng này mang điện âm, thằng này mang điện dương, ý nghĩa là gì? Một bảng tụ bên trái sẽ có rất nhiều electron mang điện tích âm, trong khi một bảng tụ bên phải thì vô cùng dương. Và chính cái điều này nó gây ra hiện tượng gì các em? Chính cái điều này nó sẽ gây ra hiện tượng là nếu như mà mình nối cái tụ điện này với cuộn dây lại một phát thì toàn bộ electron bên trái nó sẽ bắt đầu tràn qua bên phải như thế này. Nối đuôi nhau và nó tràn qua như thế này ha.
Đấy, được không? Thì toàn bộ electron bên này nó sẽ nối đuôi và nó tràn qua bên này. Đấy, và khi mà nó tràn qua như vậy thì toàn bộ electron nó sẽ đi qua bên phải. Lúc đó bên này sẽ là hoàn toàn mang điện âm, còn bên này mất hết electron thì mang điện dương. Thế là cái đám electron này nó lại tràn qua bên trái, đúng không các em? Vậy có một đám electron ban đầu nó nằm đây và bên kia thì thiếu electron, nó tràn qua bên này. Sau đó bên này dư, bên kia thiếu, nó lại tràn qua bên này. Đấy, rồi sau đó nó lại tràn qua, tràn lại, tràn qua, tràn lại. Vậy mạch dao động là cái gì các em? Là một chùm electron nó cứ dịch chuyển qua, dịch chuyển lại, dịch chuyển qua, dịch chuyển lại. Các em hiểu chỗ này không? Hiểu comment 1 giùm thầy cái coi nào. Hiểu comment 1 giùm thầy cái coi nào. Ê, tập trung vào kiến thức nha. Tao đang thấy là có, tao đang đọc được suy nghĩ tụi bay đó. Tụi bay đang nhìn cái gì vậy hả? Hả? Tao, tao thích cái suy nghĩ của tụi bay đó nha. Tụi bay đang nghĩ gì vậy? Tao biết cái suy nghĩ của tụi bay rồi đó, bọn gà. À, cắt bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi nha, nha nha. Rồi tiếp ha. Như vậy thì mình đang giảng tới đâu rồi ta? Mình đang giảng tới đâu rồi? Tới là một chùm electron chuyển động qua, chuyển động lại, chuyển động qua, chuyển động lại. Vậy bình thường mình có một cái con lắc nó chuyển động qua lại thì mình đó gọi đó là dao động cơ. Còn ở đây mình có một cái chùm electron chuyển động qua lại, chuyển động qua lại, hiểu không? Chùm electron chuyển động qua lại là một chùm electron, là một chùm năng lượng chuyển động qua lại. Thì lúc này người ta gọi đó là một cái mạch dao động, ý nghĩa rằng là có một cái chùm năng lượng, một cái chùm electron bên trong mạch này dao động qua lại. Được chưa các em? Hiểu chỗ này đúng không? Hiểu chỗ này đúng không? Rồi, à, vậy thì ý tiếp theo nè. Khi mà cái electron nó dịch chuyển qua lại thì nó lại đi ngang cái cuộn dây này. Mà đi ngang cái cuộn dây thì nó sẽ tạo ra một cường độ dòng điện. Khi mà có một chùm năng lượng đi qua, một chùm electron đi qua thì nó tạo ra dòng điện đúng không? Vậy thì nó sẽ tạo ra một chùm dòng điện thì nó sẽ tạo ra một cái gọi là cường độ dòng điện Y. À, và cường độ dòng điện cực đại qua mạch sẽ là I0. Được không các em? À, cường độ dòng điện cực đại qua mạch sẽ là I0. Cường độ dòng điện cực đại qua mạch là I0. Hiệu điện thế cực đại ở trong tụ điện này là U0. Điện tích cực đại ở trong tụ điện này là Q0. Và em nhớ một điều nè. Do là năng lượng này nó dịch chuyển qua lại cho nên có lúc năng lượng ở đây đầy, có lúc nó dịch chuyển đi thì nó hết. À, nó đầy rồi nó lại hết, nó đầy lại hết. À, ở đây lúc này thì có năng lượng qua thì dòng điện qua thì Y nó là cực đại, mà dòng điện đi thì Y nó bằng không. Hiểu không? Cho nên ba đại lượng này nó sẽ hoạt động dựa trên một cái phương trình dao động như sau. U bằng U0 cos omega T cộng phi, ha, đơn vị là volt. Q bằng Q0 cos omega T cộng phi. Viết phương trình như thế này thì em phải hiểu rằng U và Q là cùng pha với nhau. Được chưa? Và chúng ta sẽ có phương trình của cường độ dòng điện là Y là đạo hàm của Q là bằng trừ omega I0 sin omega T cộng phi. Đấy, nhớ cái phương trình này ha. À, và một số đại lượng mà chúng ta cần nhớ là đó là I0 sẽ bằng, thầy nhầm chỗ này là Q0 ha. Omega Q0 sin I0 sẽ bằng là omega Q0. Đó là ý đầu tiên các em cần nhớ nè. Đây, những ý cần nhớ nè ha. Thứ nhất là I0 bằng omega nhân cho Q0. Thứ hai là tụ điện và điện tích. Hiệu điện thế và điện tích thì các em biết rồi. Q0 sẽ bằng C nhân U0. Đây là công thức học ở lớp dưới ha. Y này đơn vị là ampe, Q này đơn vị là coulomb C. Được chưa? Còn C này là điện dung của tụ điện, đơn vị là farad ha. C này đơn vị là farad nè. U0 này đơn vị là volt nè. Omega thì là radian trên dây thì các em biết rồi nè. Đúng không? Đó là một số thứ cần nhớ. Những thứ cần nhớ khác nữa đó là trong mạch dao động chúng ta sẽ có omega bằng 1 chia căn của LC. Nhớ rằng mạch dao động chỉ có L và C thôi, thì omega sẽ bằng 1 chia căn LC. Nếu như mà mình omega 1 chia căn LC thì mình sẽ có T bằng là 2 pi chia gam, omega bằng là 2 pi căn LC. Tức là F bằng 1 chia T sẽ bằng là 1 chia 2 pi căn LC. Đấy,
đó là những công thức cơ bản để em có thể làm được các bài về mạch dao động ha. Thầy muốn các em thêm một cái dữ kiện kiến thức nữa nè, để trước khi chúng ta vào làm bài nè ha. Một cái dữ kiện kiến thức nữa trước khi chúng ta vào làm bài. Dòng này là một chiều, dòng điện thế L có bị chỉ tiêu, dòng một chiều vẫn đi qua được cuộn dây nha. Rồi, mình sẽ nói tiếp một cái nữa là năng lượng mạch dao động. Thầy hiểu cái ý của bạn Trương Thùy Dương rồi. Tuy nhiên thầy muốn giảng cho các em thêm một chút ha, rồi mình sẽ nói về điều đó. Năng lượng mạch dao động thì em nhớ giùm thầy nè, khi mà nó dịch chuyển qua lại nó sẽ có năng lượng. Và cái đại lượng tập trung ở tụ điện nó gọi là năng lượng điện trường. Đại lượng tập trung ở cuộn cảm được gọi là năng lượng từ trường. Và hai cái này kết hợp lại với nhau ra một đại lượng gọi là năng lượng điện từ. Và chúng ta có công thức như sau: năng lượng điện từ thì bằng năng lượng điện trường cộng năng lượng từ trường. Nói lại nè, đây là năng lượng điện từ. Nhìn cho kỹ cái chữ ha. Đây là năng lượng điện trường. Nhìn cho kỹ cái chữ ha. Và đây là năng lượng từ trường. Nhìn cho kỹ cái chữ ha. Đó. Và chúng ta sẽ có năng lượng điện trường, nó là 1/2 điện nha, là C U nhỏ bình. Điện tập trung ở đâu? Điện thì tập trung ở tụ điện. Và công thức của nó là 1/2 C nhân cho U tức thời bình phương. Được không? Cộng cho năng lượng từ trường, từ nha, từ thì tập trung ở đâu? Cuộn dây. Nó sẽ bằng là 1/2 L. Cuộn dây nè, L nè, thì đi với Y nè, L Y tức thời bình phương. Thấy không các em? Đấy, năng lượng điện nó đi với thằng này, năng lượng từ nó đi với thằng này. Được chưa? Công thức của nó đấy. À, và mình có luôn một công thức nữa nè các em. Công thức cuối là công thức được xài nhiều nhất. Vậy thì năng lượng điện từ, thằng này là năng lượng điện từ, bằng năng lượng điện trường cực đại bằng năng lượng từ trường cực đại. Tức là bằng một điện trường cực đại, điện trường là 1/2 cu nhỏ bình, điện trường cực đại sẽ là 1/2 cu 0 bình. Từ trường cực đại, từ trường là 1/2 li bình, vậy từ trường cực đại là 1/2 li 0 bình. Đấy, em phải nhớ chỗ này. Rồi, mình còn có một công thức nữa, đó là q 0 thì bằng c nhân u 0. Vậy hãy nhìn chỗ này giùm thầy. Nếu mà C chỗ này nhân cho U0, nhân thêm 1C, chia 1C thì chỗ này là C bình nhân U0 bình sẽ là Q0 bình. Cho nên công thức này nó còn bằng là Q0 bình 1/2 đứng trước nè, chia C. Đấy, đây là ba công thức mà chúng ta cần nhớ của năng lượng điện trường. Ghi cái này vào, sau đó chúng ta bắt đầu làm bài tập ha, đủ kiến thức để làm rồi. Ok chưa các em? Ok chưa? Lát hồi làm bài đi, hiểu bài một chút thầy sẽ trả lời câu hỏi của Trương Thị Dương ha. Hình vẽ đẹp quá để em vẽ vào. Diễm Quỳnh tính ra bố nó mới suy nghĩ. Thế mày giờ nghĩ được cái gì rồi hả? Mày nghĩ được cái gì rồi? À, ghi xong chưa? Lẹ về ạ là sao? Thư Trần nãy giờ làm gì? Ghi bài kịp không? Ghi bài kịp không? Đơn chưa? Đấy, chúng ta vừa khái quát sơ về bài mạch dao động. Nó có một tụ điện và nó có một cuộn dây. Và tụ điện với cuộn dây này nối với nhau giống như là cái đồ sạc dự phòng với cái điện thoại. Lúc chưa nối vào thì không có điều gì xảy ra, nhưng khi nối vào một cái thì năng lượng bên đồ sạc bắt đầu chuyển qua bên điện thoại. Hiểu không các em? Nó tương tự như thế. Và đây là dạng bài khác hoàn toàn với dạng mạch RLC này. Em hiểu không? Nó khác hoàn toàn luôn ha. Cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu làm bài, chúng ta sẽ hiểu dần dần ra nè. Lấy đề cương ra, trang số 2 nào các em. Trang số 2 đề cương nè. Với các bạn nào mà không phải là học sinh VIP của thầy ha, thì các em xem bên dưới cái bài viết này. Thì em xem dưới bài viết này, thầy có đăng cái tài liệu á. Kéo xuống đã thầy ơi, đây. Bên dưới comment thì cũng có đăng tài liệu ha. Bên dưới comment thì cũng có đăng tài liệu. Các em có thể download về. Đấy.
Thầy tặng tài liệu cho tất cả các bạn ha. Xong chưa? Chụp hình, chụp màn hình đi. Lý thuyết như đây là đủ xài rồi các em. Mỗi buổi mình học một tí. Giống như học, nó giống như ăn cơm ấy. Mỗi buổi phải học một tí. Một ngày ăn ba cử. Chứ không thể nào mình dồn vô mình ăn một ngày xong rồi mình nhịn một tuần được. Em hiểu không? Rồi bắt đầu nè. Ở đây là những cái phần lý thuyết nhắc lại những gì nãy giờ thầy đã nói thôi. Úi trời ơi, mới vô quốc luôn bài đề đại học. Chơi ác nhau thế. Rồi ai chọn giùm cái đáp án coi nào. Ai chọn giùm cái đáp án coi nào. Này không làm được thôi đem bắn bỏ nha. Mình chia tay nhau từ đây, đừng nói quen nhau nữa, cho tâm hồn đau khổ. Resurrect. Câu số 1 đáp án là gì? Vội A là và VM lần lượt là biên độ và vận tốc cực đại của một chất điểm đang dao động điều hòa. I0 và Q0 lần lượt là điện tích cực đại trên một bảng tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch LC đang hoạt động. Biểu thức V trên A có cùng đơn vị với biểu thức. Chà, câu này khoai đây. A là biên độ, VM là vận tốc cực đại. A là biên độ, VM vận tốc cực đại của một chất điểm đang dao động điều hòa. À vậy ở đây cái bài ví dụ 1 này nó đang nói hai điều hoàn toàn khác nhau em. Ha. Đây là một cái chất điểm đang dao động điều hòa. Một cái chất điểm tức là một cái ví dụ như con lắc lò xo đi. Ha. Con lắc lò xo đang dao động điều hòa đi ha. À, và nó sẽ dao động điều hòa qua lại như thế này. Đúng không? Thì đây là VM là Vmax nè. À, và đây là A nè, biên nè. Được không? Đấy. Và bây giờ nó nói một cái khác, đó là một cái mạch dao động. Một cái mạch dao động đặt so sánh như thế này. Đấy. Ha, một cái mạch dao động như thế này. Đấy, thì nó nói là I0 và Q0 lần lượt là điện tích cực đại và trên một bảng tụ và cường độ điện cực đại trong mạch. Thì lúc này cái mạch dao động nó sẽ cũng tương tự như thế. Hãy tưởng tượng ở đây nó có một cục năng lượng nè em. Cục năng lượng này nó có phải là nó dịch chuyển qua không? Nó dịch chuyển qua đúng không? Đấy. Cục năng lượng này nó dịch chuyển qua đây. Xem có nó dịch chuyển về. Hãy tưởng tượng cái cục này nè, cái cục con lắc này nè, nó dịch chuyển qua về, qua về, qua về, qua về, qua về. Cái cục năng lượng này nó cũng dịch chuyển qua về, qua về, qua về. Vậy nó cùng là dao động đúng không? Chỉ khác một cái này là con lắc là một cái vật thể, còn cái này là một chùm năng lượng, một chùm electron là một cục năng lượng. Hiểu chỗ này cho các em. Đấy. Rồi bây giờ nó hỏi là biểu thức VM chia A có cùng đơn vị biểu thức. Vậy thì mình nhìn VM thì bằng gì? VM bằng là A omega, cái này ai chả biết. Vậy VM chia A, VM chia A nó chính là omega. Có đúng vậy không các em? Mà I0 thì bằng omega Q0. Suy ra omega bằng I0 chia Q0. Đấy, nhìn chỗ này, nhìn chỗ này, chọn giùm thầy cái đáp án coi đã hiểu chưa. Đó, bây giờ thì đã bắt đầu hiểu rồi đúng không? Quá dễ mà không thể dễ hơn đúng không các em? Rồi, chúng ta thể dễ dàng thấy nó chính là câu I0 cho Q0 thì nó là câu A ha. Một này nó là A nè. Nhắc lại lần nữa là chỉ có thầy dạy các em, thầy đang dạy đây thầy mới được khoanh vào đây ha. Còn tụi bay là tụi bay phải tự ghi vào đáp án ở đây. Là ví dụ tụi bay ghi một A như thế này thôi, không được khoanh vào đây nha. Ha. Khoanh vào là nó sẽ bị xấu với tài liệu tụi bay, tụi bay không có cái để mà lặp lại được không? Tờ giấy đề cương của mình là phải để trống trơn. Ha. Ghi chép vào tập thôi, không có ghi gì lên đề cương, không có công thức, không có gì vào đề cương hết, hiểu chưa? Rồi tiếp nè, câu số 2. Một mạch LC lý tưởng có cuộn thuần cảm có độ tự cảm 2mH và tụ điện có điện dung 8 μF. Ví dụ 2 ha. Ví dụ 2, một mạch LC lý tưởng là một mạch như thế này. À, trong điều kiện lý tưởng là nó sẽ không bị hao phí gì cả các em. Thì nó có L là 2mH. Được không? Rồi, tụ điện là C bằng là 8 μF. Được không? Năng lượng từ trường trong mạch biến thiên với tần số. À rồi tới chỗ này.
chúng ta sẽ học thêm một tí về phần lý thuyết nè các em. Tập lý thuyết đâu lấy ra ghi cái này thêm cho thầy nè, bổ sung cái này ha. Nãy giờ mình học gì rồi các em? Mạch dao động nè, gồm LC nè, UQI ba phương trình nè, năng lượng dao động nè. Bây giờ mình sẽ ghi thêm một tí xíu chỗ này bổ sung ha. À, nhớ chỗ này mình ghi chữ nhớ nè. Nó sẽ giống như bên con lắc lò xo, khác tí thôi. Thì bên này nó sẽ là I, U, Q, E, B, biến thiên, điều hòa với chu kỳ T, tần số F, tần số gốc omega. I, U, Q nè. EB là điện trường và từ trường ha, biến thiên điều hòa với chu kỳ T và tần số F và tần số gốc omega. Năng lượng điện trường, năng lượng từ trường, công thức biến thiên tuần hoàn. Mặc dù công thức của nó khác nhưng mà cái ký hiệu của nó thì giống với động năng thế năng, đúng không em? Cho nên nó cũng y chang thế. T phẩy bằng là T chia 2, F phẩy bằng là 2F, được không? Và omega phẩy bằng omega chia 2. W này gọi là gì? Cơ năng hả? Cơ năng tôi tán cho mặt bạc tai bây giờ chứ cơ năng. Thằng này gọi là năng lượng điện từ thì bằng là, à thầy nhầm, năng lượng điện từ thì là một hằng số ha, là một hằng số, và là hằng số cho nên nó sẽ không biến thiên, được không? Đấy, y chang như bên động năng, cơ năng và thế năng, đúng không? Thì đây là năng lượng điện trường, năng lượng từ trường và năng lượng điện từ. Do đó mình trả lời câu số 2 nè. Mạch LC có L, có C, năng lượng từ trường biến thiên với tần số. À, vậy thì tần số của bài này nó là F bằng 1 chia 2 pi căn LC. Mình bấm ra một con số nào đó, rồi sau đó mình kết luận năng lượng từ trường sẽ biến thiên tuần hoàn với F phẩy bằng T phẩy bằng T chia 2, F phẩy bằng 2F bằng. Đấy, ra chưa các em? Thấy có điểm quen quen đúng không? Rồi, ra chưa? Hiểu chỗ này chưa? Và chúng ta chỉ việc bấm máy thôi. Đưa máy tính lên nào. F bằng 1 chia 2 pi căn LC đúng không? 1 chia cho 2 pi căn của L là 2 nhân 10 mũ trừ 3. À, C là nhân cho 8 nhân 10 mũ trừ 6. Rồi, bằng. Đấy, thấy chỗ này không? Rồi, chia 2 cái. Bỏ cái chữ pi đi thì nó ra cái số đẹp này kìa. Ở đây nó sẽ là như đây. 1 chia 2 pi căn LC đúng không? 1258. 1258 là gần bằng 1250 nè, nhưng mà không phải. Nó phải chia thêm cho 2. Chia thêm cho 2. Đúng không em? F này là 1258 nè. Đấy là nó gần bằng 1250 nè. Nhưng mà không phải cái này, F phẩy cơ mà, năng lượng từ trường cơ mà. Chia 2 bằng là 629 nè. 629 thì nó gần bằng là 625 và mình chọn đáp án là câu D. Hiểu bài số 2 chưa các em? Hiểu rồi comment D giùm thầy coi. Diễm Quỳnh hiểu bài này chưa? Diễm Quỳnh hiểu bài này chưa? D ha. D nha. Rồi mình làm tới câu số 5 rồi mình vô Zoom mình học nha các em. Hôm nay mình xuất phát trễ cho nên mình làm 5 câu đi. Rồi livestream xong rồi mình vô Zoom mình học tiếp ha. Các bạn viết ha. Câu số 3 nè. Câu số 3. À đúng rồi. Nhân 2. F phẩy bằng 2F. 2F là nhân 2. Nhân 2 chỗ này 2 nhân cho 1258 là nó ra gần bằng là 2500. Vậy nó không phải là câu D mà là câu C ha. Gần bằng nha. Được không? F phẩy bằng 2F. À, miệng thì tay thì viết là 2F nhưng mà đầu thì tính là chia 2. Đấy, các bạn thấy là nó nguy hiểm chưa? Ha. Rồi ok, vậy là C nha, tất cả đều là C nha. À, không phải là D mà là C. Ha, C ha. Sửa lại giùm thầy. Câu số 3. 3 xem đề bài nói gì đây? Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cụm thuần cảm và tụ điện có điện dung thay đổi được. Ví dụ 3 nè.
Cuộn thuần cảm, mạch dao động gồm cuộn thuần cảm và tụ điện có điện dung thay đổi được. Ha. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do, khi điện dung của tụ điện là 20 picofarad, C1 bằng 20 picofarad, thì chu kỳ dao động riêng là 3 micro giây, thì T1 bằng là 3 micro giây. Bây giờ nó hỏi là khi điện dung của tụ điện có giá trị C2 bằng là 180 picofarad thì chu kỳ T2 bằng bao nhiêu? Đây là một bài mà chúng ta phải sử dụng kỹ thuật gì các em nhớ không? Đây là bài gì các em? Lúc đầu tôi có C1. Lúc đầu tôi có C1 thì chu kỳ là T1. Lúc sau tôi có C2 thì chu kỳ là gì? T2. Biết phải làm gì chưa? Biết phải làm gì chưa? Vô cùng đơn giản ha. Lập tỷ số T1 chia T2. Nhưng mà còn nhớ công thức của chu kỳ của mạch dao động không? Chu kỳ công thức nào? Ôn bài nè, Y0 bằng omega Q0, Q0 bằng C U0, omega bằng 1 chia căn LC. Đây là công thức của mạch dao động nha. T bằng 2 pi căn LC, F bằng 1 chia 2 pi căn LC. Vậy đây chính là cái công thức mà mình được dùng trong bài này nè. T1 chia T2, LC, C thay đổi còn L vẫn cố định nha các em. Vậy chỗ này sẽ là 2 pi căn LC1 chia 2 pi căn LC2. Được không các em? Vậy T1 là nhiêu đây? 180 picofarad là nhân cho 10 mũ trừ 12, nhớ nha. Chia cho T2 bằng 2 pi với 2 pi đơn giản, LL đơn giản. Chỗ này sẽ là căn bậc 2 của C1 chia C2. C1 là bao nhiêu ta? C1 là 20 picofarad ha. 20 nhân 10 mũ trừ 12 picofarad. C2 là bao nhiêu ta? C2 là chết, T1 là 3 micro giây thì ghi nhầm chỗ này. 3 nhân 10 mũ trừ 6 micro giây ha. C2 là 180 nhân 10 mũ trừ 12. Đấy, 10 mũ trừ 12, mũ trừ 12 đơn giản là gì? Cái này là căn của 1/9, tức là 1/3. Đúng không? 1/3, vậy suy ra T2 sẽ bằng là 3 lần T1, tức là 9 nhân 10 mũ trừ 6 giây, hay là 9 micro giây. Có đáp án không? Đấy, đây, 9 micro giây bằng 9 micro giây. Đáp án là câu C. Hiểu kịp không các em? Ai đã làm rồi comment đáp án thầy coi nè. Hỏi thầy ký đầu mày đúng rồi đấy, bài này làm được ký đầu thiệt luôn á. Đem bắn bỏ sống chi chật đất. Đúng không các em? Rồi, ok, ổn ha. Xong câu số 3 chưa? Lập tỷ số là xong. Câu số 4 nè. Rồi, nhắc lại lần nữa là xong 5 câu này thì anh em mình vào Zoom nha. Đánh thức cái bọn live VIP đi, chuẩn bị vào Zoom học phần nâng cao trong nè. Câu số 4. Hôm nay các em sẵn sàng học tới mấy giờ? Câu số 4. Một mạch dao động điện từ LC đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trong một bản tụ là 10 micro C. Điện tích cực đại là chữ gì các em? Nhắc lại lần nữa, hệ điện thế cực đại là ở tụ điện, điện tích cực đại là ở tụ điện. Cường độ dòng điện đi qua cuộn dây mà cực đại thì nó nằm ở đây ha. Đây là tụ điện nè, đây là cuộn dây nè. Điện tích và hệ điện thế tập trung ở tụ điện, cường độ dòng điện tập trung ở cuộn dây. Đề bài nói điện tích cực đại, nối nó lại. Điện tích cực đại Q0 bằng là 10 micro C, đúng không? Và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 10 bi ampere. Y0 bằng 10 bi ampere. Đề bài hỏi khoảng thời gian liên tiếp giữa hai lần điện tích trên tụ triệt tiêu là. Điện tích trên tụ triệt tiêu là sao? Điện tích là Q bằng Q0 cos omega T cộng phi. Điện tích trên tụ triệt tiêu ý nghĩa là, ý nghĩa là gì các em? Ý nghĩa là khi mà nó bằng 0 thì nó bị triệt tiêu, đúng không em? Đây là một phương trình dao động điều hòa. Điện tích nó được biểu diễn với một phương trình dao động điều hòa, có nghĩa là nó được xét trên vòng tròn bình thường như một dao động điều hòa. Điều này đồng nghĩa với việc là khi mà nó bị triệt tiêu là khi mà nó bằng 0. Và nếu lần bằng 0 này tới lần bằng 0 tiếp theo là giữa hai lần bị triệt tiêu đó em, thì thời gian là gì đây? Delta T mà đề bài nói sẽ là T chia 2. Các em hiểu chỗ này chưa?
Đây là thời gian giữa hai lần điện tích bị triệt tiêu, nó là T chia 2. Vậy thì delta T nó sẽ bằng là 2 pi căn LC chia 2. Ờ nhưng mà 2 pi căn LC lại không có toang rồi, công thức này xài không được. Công thức này xài không được. Vậy thì làm sao để tìm T? Biết rằng chúng ta có Q0 và Y0. Thấy không các em? Mình phải đi nhiều đường. Đường này không được thì mình đi qua đường khác. Hiểu chưa? Do đó chúng ta sẽ có là có Y0 bằng omega Q0. Vậy thì suy ra là Y0 bằng 2 pi chia T Q0. Vậy thì chúng ta sẽ có công thức là T bằng 2 pi Q0 chia Y0. Đây chính là công thức mà chúng ta sẽ xài. Đóng khung công thức này lại luôn. Đây cũng là một công thức làm nhanh ha. Và mình có thể bổ sung nó vào phần lý thuyết nè. Bổ sung nó vào phần lý thuyết ở đây. T bằng 2 pi Q0 chia Y0. Nhắc lại với bọn gà là tao sẽ đi các tỉnh. Tao mà tới tỉnh nào tao sẽ gọi điện đứa đó ra. Và tao kêu là cho coi tập lý thuyết. Được không? Bây giờ mà ví dụ như mà có đứa nào mà lên Sài Gòn mà muốn hẹn thầy cà phê á, thì nhớ đem theo tập lý thuyết. Thầy sẽ kêu là ok cà phê coi tập lý thuyết nha. T bằng 2 pi Q0 chia Y0. Vậy thầy bấm máy ở đây ha. 2 pi nhân cho Q0 là 10 micro C, tức là 10 micro C tức là 10 nhân cho 10 mũ trừ 6, đúng không? Rồi Y0 là 10 pi âm 3 chia cho 10 pi. Chết rồi, bấm nhầm cái gì vậy? Mười pi bằng 2 nhân 10 mũ trừ 6, 2 nhân 10 mũ trừ 6, 2 mũ trừ 6 tức là 2 micro giây, 2 nhân 10 mũ trừ 6 nè. Vậy T nó sẽ là bằng là 2 nhân 10 mũ trừ 6 giây, tức là bằng 2 micro giây. Đấy, vậy thì đáp án của nó sẽ là câu nào các em? Câu B. Hiểu câu B không các em? Comment B nếu em hiểu bài số 4 này coi. Comment B. Gì chép bài đầy đủ lên sao đây? Đúng rồi, chép bài đầy đủ là thầy sẽ bao cà phê ha. Lê Anh, ủa cái gì vậy con? Rồi câu số 5 nha. Ai khúc mắc gì nữa không? Câu 5 ha. Qua câu 5 nào. Nay ai sẵn sàng học 4 tiếng? Đúng rồi, chia 2. Đúng rồi ha. Nãy giờ thầy đang thử có đứa nào nhận ra không, nhưng mà không đứa nào nhận ra cả. May quá có đứa nhận ra rồi. T là 2 nhưng mà mũ trừ 6, đúng rồi. Nhưng mà cái chúng ta tìm là thời gian giữa hai lần điện tích bị triệt tiêu. Tức là delta T triệt tiêu là T chia 2. Cho nên delta T chỗ này phải là T chia 2, nó sẽ bằng là 1 micro giây. Đúng chưa? 1 micro giây thì nó không phải là câu B nữa mà nó sẽ là câu A. Tèn tèn tèn. Đấy. Đúng rồi ha. Ủa thằng Anh Minh làm gì đây? Anh Minh cũng lên bon chen lên đây học nữa hả? Ghê. Lê Anh mất gốc rồi. Cái gì mà chưa gì hết mới bài 1 mà mất gốc rồi con quỷ này. Mày đi đâu giờ này mày mới vô? Rồi câu số 5 nha. Câu số 5. Một mạch dao động LC lý tưởng có điện dung, có tụ điện có điện dung là 6 micro giây. Câu số 5 ha. Tụ điện có điện dung là 6 micro giây. Điện dung là C bằng 6 micro giây. Điện áp cực đại trên bảng tụ, cực đại trên tụ là 4V, U0 bằng 4V. Và dòng điện cực đại trong mạch là U0 bằng 3mA. Năng lượng điện trường trong tụ biến thiên với tần số gốc. Năng lượng điện trường biến thiên với omega phẩy bằng bao nhiêu? Giải bài này. Chúng ta biết rằng là Y, U, Q, Ơ, B biến thiên điều hòa với chu kỳ T, tần số F, tần số gốc omega. Năng lượng điện trường, năng lượng từ trường, nhớ cái tên của nó đọc cho đúng nha, biến thiên tuần hoàn với chu kỳ T phẩy bằng T chia 2. Nãy giờ mình đang học mấy cái đó đó. F phẩy bằng 2F, omega phẩy bằng 2 omega. Và năng lượng điện từ là hằng số V.
và không biến thiên. Ha, nãy giờ nhắc đi nhắc lại có nhiều đây. Đây là cái lý thuyết cần phải nhớ nè. Được không? Vậy thì bây giờ nó đang hỏi năng lượng điện trường, nó hỏi cái này nè. Nó hỏi cái này nè và chính xác nó hỏi cái này nè. Được không các em? Omega phải bằng 2 omega. Cái này mình có gì đây? C bằng 6 micro giây, U bằng 4 V. Cường độ dòng điện trực đại trong mạch là I0, chữ này là chữ I0 ha. Đấy, giờ làm sao tìm được omega đây, tìm được omega đúng không? À, thì chúng ta giải nè. Chúng ta có Q0 bằng C nhân U0 bằng C là 6, U0 có xong. Ý thứ hai là I0 thì bằng omega nhân cho Q0. Suy ra omega bằng I0 chia Q0 bằng. Đấy, rồi ai ra được Q0 rồi đọc cho thầy xem. Ai ra được? Rồi ok. Bọn này làm như nó thích vạch lá tìm sâu lắm hay sao á. Giờ mà tao mà cứ thử một cái tụi nó là tụi nó phản ứng ghê gớm lắm cơ. Nên nhớ là tụi bay là phải nhìn vào những cái chỗ mà tao đã gọi là cố tình sai để tụi bay không có mắc bẫy vô đó ha. Những cái chỗ mà tao cố tình sai á là chính là những cái chỗ mà tụi bay hay sai, cho nên tao mới cố tình sai vô đó, tụi bay hiểu chưa? Cho nên tụi bay đang gặp một ông thầy rất là hoàn thiện ngay cả những chỗ không hoàn thiện. Chính những cái chỗ không hoàn thiện nó làm nên sự hoàn thiện. Tụi bay hiểu không? Tụi bay có hiểu không? Một cái người hoàn hảo nó được kết hợp từ những điều tốt và cả những điều chưa tốt. Hai cái thứ tốt và chưa tốt kết hợp lại nó ra sự hoàn hảo. Tụi bay hiểu không? Đấy, cho nên tụi bay hãy chúc mừng tụi bay vì tụi bay đã gặp một ông thầy quá hoàn hảo. 250 ra gian trên dây. Được chưa? Ok con dê chưa? À vậy thì chúng ta sẽ được đáp án câu này là Từ từ nha. Ăn gậy nữa bây giờ, đây là omega. Nha. Đây là omega, tức là omega này. Còn bây giờ cái này mình đang cần tìm là omega phẩy. Cho nên là thêm dòng nữa cho tao nha. Omega phẩy bằng omega chia 2. À lộn, omega nhân 2. 2 omega đấy bằng là 500. Đúng không ta? Cái bọn gà kia tụi bay tính 500, 250 này là omega này. Rồi 500 là omega phẩy. Hay là tụi bay đã tính luôn omega phẩy là 500 rồi. Hai năm mươi là nhân hai rồi đúng không? Đù má, vậy cái này là 125 đúng không? Cái này là 125 đúng không? Đấy, còn cái này là 250 đúng không? Phải vậy không? Rồi ok hiểu rồi. Hiểu rồi. Được chưa? Như vậy là chỗ này là omega nó là 125. Còn cái chỗ này omega phẩy là nhân 2 lên là 250 ha. Ok chưa? Nguyễn Phan Anh Minh, cái này là lớp online học con. Còn lớp off của mình là học ngày hôm qua rồi. Học nội dung khác nhau nha, không học giống nhau đâu. Rồi ok xong ha. Rồi xong, như vậy là chúng ta đã xong cái 5 câu đầu tiên của chương trình này rồi ha các em ha. Xong 5 câu này rồi. Mày nói cái gì vậy? Không, bài này tao làm gì có sai cái thằng gà kia. Bài này là tao làm tới đây là đúng nè. Xong rồi tao làm omega phẩy cũng đúng nè. Mà do tụi bay đọc đáp án làm tao tưởng là cái chỗ đó nó sai, cho nên tao đang đúng thành bị tụi nó bay nói sai. Trong khi tụi bay đang sai, tụi bay là thành đúng. Và cuối cùng là tao là người đúng thì lại thành sai. Tào lao mí lao. Quy tắc thứ nhất là gì? Tao hỏi tụi bay lại một lần nữa nè, hỏi một lần chót trước khi mà đóng cái livestream này để vào Zoom học nè. Quy tắc thứ nhất là gì? Quy tắc 1 là gì? À, thầy luôn đúng. Được chưa? Thầy Liêm luôn đúng. Quy tắc 2 là gì? Quy tắc thứ 2 là gì?
Quy tắc thứ hai là gì? Quy tắc thứ hai là nếu thầy sai thì xem lại điều 1. Được chưa bay? Quy tắc thứ hai là nếu thầy sai là xem lại điều 1, được chưa? Rồi, ok. À, như vậy hôm nay chúng ta học buổi đầu tiên của chương trình học kỳ 2 như vậy là rất là vui vẻ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình mới ha, và chúng ta sẽ nhảy vào Zoom để học cái nội dung của lớp live VIP ngày hôm nay. Các em đã sẵn sàng chưa? Thầy chuẩn bị gửi link Zoom cho các em đây. Hello, từ từ nha, để tao lấy cái link Zoom nha. Where is my Zoom? Zoom đây rồi. Where is my Zoom meeting? Đây rồi. Ok, chờ thầy 30 giây nào. Rồi, Zoom đây rồi, có Zoom rồi. Lớp mình đâu? Rồi, để thầy gửi Zoom vào nha. Rồi, anh em nhảy vào Zoom nào. Các bạn trong live VIP đã thấy Zoom link Zoom chưa? Cái gì Kim Ngân, thầy bơ em hồi nào? Thầy gửi link Zoom rồi kìa, để thầy nãy giờ thầy đang mở Zoom thầy chưa thấy, để thầy ra đọc comment cái coi. Nhanh vào Zoom. Diễm Quỳnh, Zoom con ngáo thì con xem lại video đi. À, bài Thành Nghĩa nha. Rồi, tao có thấy Kim Ngân nói gì đâu. Kim Ngân nói là biết ngay nói thế mà. Rồi, ok, thầy xin tạm biệt các bạn ở bên livestream ha. À, bây giờ thầy sẽ vào Zoom để học tiếp phần tiếp theo và những phần nâng cao với các bạn live VIP ha. Thì các em nhớ là hàng tuần nếu như các em chỉ cần mục tiêu 6 cộng 7 cộng, học lý thuyết, biết nền tảng sơ sơ để mà đạt, để gọi là chống liệt môn lý, thì hàng tuần lúc thứ tư, thứ sáu 8:30 lên học trên livestream trên pay của thầy Liên Vật Lý ha. Còn nếu như mà các em muốn học chương trình nâng cao để hướng tới mục tiêu tốt hơn thì các em vào live VIP với thầy 8 cộng, 9 cộng, 10 cộng vào live VIP với thầy, được chưa? Bây giờ thầy sẽ ngừng livestream đây nha. Tạm biệt các em nha.